Trùm rùa, bomber thì ngang cơ nhau hết rồi. Tùy thuộc vào map. Ví dụ mấy map loằng ngoằng như thế này, bomber có lợi. Bọn Brazil toàn kiểu em biết các thứ kinh đã các lần. Không, em là hack tọa độ các bạn nhé. Gần đâu về nói đến hack tọa độ thì đã biết Abbott. Nó không tắt à.
Best còn. Một hai tôm ghê thế.